Hello everyone, today we will learn English 8. Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học chương trình tiếng Anh lớp 8 nhé. Chúng ta sẽ giải một cái đề kiểm tra 15 phút của học kỳ 2. Rồi chúng ta coi bài nè. Khuôn đập lớn làm mát vết bỏng ngay lập tức để mà làm giảm sự nguy hại của các mô. Ở đây chúng ta phải làm giảm tối đa đó, làm minimize ha. Đáp án chúng ta là minimize. Ease làm giảm dịu nhẹ, relieve làm dịu, maximize làm tối đa. Rồi câu số 2, milk bottle, những chai sữa có thể được làm gì sau khi làm sạch, được sử dụng lại. Chúng ta phải sửa thay cái từ mà được sử dụng lại là reuse. Chúng ta không xài recycle ở đây, throw away. Recycle là tái chế, throw away là ném đi, broken là nghiền nát ra. Dịch về nghĩa chúng ta phải xài cái từ mà sử dụng lại là reuse. Câu số 3, cái đèn cũ, cái này liên quan đến quá khứ phân từ này. Quá khứ phân từ, cái đèn cũ là chỉ vật, cho nên ở đây cái đèn cũ mà được sản xuất ở Trung Quốc có giá 5 đô la. Ở đây do chủ ngữ là vật cho nên chúng ta sẽ xài cái động từ quá khứ phân từ, không xài hiện tại phân từ ở đây mà xài quá khứ phân từ là made. Câu số 4, hàng triệu cái thẻ, cái thiệp chúc mừng Noel được gửi đi mỗi năm. Cái bài này các bạn liên quan đến cái câu bị động nha. Hàng ngàn cái thẻ Noel, đây là chủ ngữ là vật. Chủ ngữ là vật cho nên chúng ta phải xài câu bị động. Every year là dấu hiệu của thì hiện tại đơn. Vậy chúng ta sẽ xài câu bị động của thì hiện tại đơn là am ia cộng với động từ cột 3. Đây là hàng, đây số nhiều, chủ ngữ số nhiều này, hàng triệu ha, hàng triệu cái thiệp Noel là chủ ngữ số nhiều cho nên chúng ta sẽ xài câu B này, a center này đó. Câu số 5, các bạn lưu ý cái từ sai khiến, cái câu sai khiến, cái thể loại câu sai khiến nè. Have cộng với tân ngữ người nha, tân ngữ người á. Rồi sẽ cộng với động từ nguyên mẫu, động từ nguyên mẫu infinity là sai ai làm gì? Sai khiến ai làm gì? Hoặc là nhờ ai làm gì? Nhờ ai làm gì? Nhưng nếu nếu mà have mà cộng với tân ngữ vật thì ở đây sẽ cộng với một động từ ở cột 3, past participle. Đây là bị động. Đây là bị động của cái câu này, bị động của cái thể sai khiến này. Cho nên ở đây chúng ta sẽ xài một cái bare infinity. Bare infinity là fix. Dịch là anh ta đã nhờ bố anh ta sửa cái đồng hồ của anh ta. Câu số 6, câu số 6 đây là câu tường thuật. Câu tường thuật. Câu số 6 là câu tường thuật nha các bạn. Câu tường thuật thì sao? Chúng ta nhìn với từ ask là chúng ta biết đó là câu tường thuật nào. Thì chỗ đằng này phải lùi thì. Nhớ đối với câu tường thuật thì phải lùi thì. Lúc nào cũng ở quá khứ hết. Ở quá khứ hết, không bao giờ nó ở hiện tại. Được chưa? Và câu tường thuật này nó phải có whether hoặc là if ở phía trước và đằng sau là lùi thì. Thì câu này bỏ, câu A bỏ, câu B bỏ, câu C đúng. Rồi, hiện tại hoàn thành cũng không chơi được, phải là ở quá khứ cho nên chúng ta sẽ thay câu C nha. Câu số 7, các bạn lưu ý đằng sau cái từ mind này sẽ cộng với gì? Cộng với một cái động từ thêm in nha. Rồi, would you mind? Đây, sitting gấp đôi chữ tờ lên. Would you mind sitting in the front of the taxi, Matt? Bạn có phiền ngồi trước taxi không ạ? Ok. Câu số 8, mọi người sử dụng cái sơ cứu để mà làm giảm vết đau và lo lắng của bệnh nhân. Chúng ta phải xài cái từ mà để mà. Chỉ kết quả ha. Để mà. Bây giờ chúng ta có để mà như thế này. To infinity này là 1 này. Nó sẽ bằng với so as to này. Nó sẽ bằng với in order to này. Nó sẽ bằng với so that này. Có một mệnh đề đằng sau. Bây giờ chúng ta in order thì thiếu to, so as to là đúng rồi. Chúng ta chọn luôn. Dịch về nghĩa không chọn với because và but được. Rồi xuống bài dưới viết lại câu nghĩa không đổi. Mọi người nói tiếng Anh trên khắp thế giới. Các bạn lưu ý khi nó đưa cái tiếng Anh ra đầu câu làm chủ ngữ mới thì đây có nghĩa là câu bị động. Chúng ta phải xác định được loại nha. Đây là câu bị động nè. Câu bị động của thì gì? Các bạn nhìn thấy speak không? Của thì hiện tại đơn. Câu bị động của thì hiện tại đơn sẽ là chủ ngữ mới cộng với amia cộng với động từ cột 3. Chủ ngữ mới là tiếng Anh. Tiếng Anh được nói trên khắp thế giới. Chúng ta sẽ viết như thế này. Tiếng Anh là chủ ngữ số ít cho nên chúng ta sẽ is spoken này.
động từ cột 3 speak đó, over the world. Đấy, tiếng Anh được nói khắp thế giới. Bạn có phiền nếu tôi chụp hình không? Chúng ta nhớ do you mind if I, chúng ta sẽ chuyển thành cái câu mà would you mind if I. Do you mind if I thì cộng với một hiện tại phân từ, nhưng mà một cái động từ nguyên mẫu ở đây, nhưng mà would you mind if I thì sẽ là cộng một quá khứ giả định. If I take chuyển thành thúc cho tôi ha, a photo. Rồi, chấm hỏi. Would you mind if I took a photo? Đó. Rồi, câu tiếp theo nha. Tôi sẽ cố gắng hết sức của mình để học tiếng Anh giỏi để mà tìm được một công việc tốt trong tương lai. Cái này chỉ mục đích, chỉ kết quả. Cho nên chúng ta sẽ chuyển thành tôi sẽ I will try my best. I will try my best to study English well. To study English well. So as to hoặc là in order. In order to cộng với cái động từ chính ở đây là infinity này, là fine này, good job in the future. Đó, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để mà học tiếng Anh tốt, để tìm được công việc tốt trong tương lai. Họ ném đi hàng triệu cái lốp xe hơi cũ mỗi ngày. Người ta lại đưa lốp xe hơi cũ ra đằng trước, có nghĩa đây là câu bị động. Câu bị động của thì quá khứ hiện tại đơn. Bởi vì every day là dấu hiệu hiện tại đơn, mà từ throw này là có hiện tại đơn này. Vậy thì số nhiều cho nên xoay A. A throw, cột 3 là throw thêm thêm gì? Thêm N vào. Away. Away every day. Đó. Rồi, dịch sang tiếng Anh nha. Dịch sang tiếng Anh nè. Dịch sang tiếng Anh. Bạn vui lòng mua hộ tôi quyển sách được không? Would you mind? Would you mind? Would you mind? Buying? Buying gì? My book. Ngày nay thì điện thoại thông minh đã trở thành một cái gì? Book đi. Book for me. Và phổ biến. Please. Được không? Would you mind buying a book for me? Đây sẽ là rồi, câu tiếp theo. Câu này sẽ viết như thế nào? Chúng ta nên sử dụng tái sử dụng trái lọ chúng ta là we, nên là should hoặc là ought to. Bây giờ cái từ tái sử dụng là review. Review. We should review. Chai lọ là gì? Can and bottle. Ok. Rồi, đây là bài kiểm tra 15 phút chương trình học kỳ 2 của tiếng Anh lớp 8. Chúc các bạn học thật tốt.